Kính chào quý anh chị đến với Bất Động Sản Màu Vàng, Bất Động Sản Hà Giang. Hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị một lô đất vị trí ngay ấp 4 Trừ Vân Thố, cách quốc lộ 13 khoảng 100 km, 100m anh chị ạ. Và với diện tích là 5 ngang 1m6, dài 40 và giá 675 triệu. Mặt tiền đường bê tông, cách quốc lộ 13 100m. Và bây giờ em sẽ di chuyển ngay vị trí lô đất đi ra chỗ quốc lộ 13. Mặt tiền đường bê tông 5m, dân cư đông đúc. Đây là một vị trí rất là thích hợp cho anh chị em nào có nhu cầu mua đầu tư và xây nhà ở, với mặt tiền hướng đông, hướng tây anh chị em ạ, mặt tiền hướng tây, và từ đây chạy ra chỗ quốc lộ 13 đúng 100m. Hai bên dân cư sống rất là đông, và từ đây chúng ta có thể thấy mặt tiền quốc lộ 13 với hai làn đường xe chạy riêng biệt. Hướng này đi lên chân thành Bình Phước, và con đường này là con đường 3A, mặt tiền đường bê tông Trừ Vân Thố hướng lên chân thành, và đối diện ở đây là trạm dừng chân xe khách Bắc Ram và xe khách Sài Gòn. Và kế ở đây cũng có một công ty đang hoạt động. Và hướng này chúng ta chạy về Bầu Bàng, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như anh chị cảm thấy lô đất rất thích hợp để xây nhà trọ hay xây nhà ở hoặc là đầu tư, anh chị hãy nhấc máy lên gọi vào số điện thoại trên màn hình để chốt ngay một lô đất đẹp tuyệt vời, với mặt tiền đường bê tông, với diện tích rất là dài và có sẵn 100m thổ cư. Với tiện ích như trường học, bệnh viện, chợ, ủy ban nhân dân xã, công an xã, đây là trạm dừng xe khách và xe buýt. Và ngay chỗ sang đường này chính là Ủy ban Nhân dân xã Trừ Vân Thố. Đây anh chị, đây chính là Ủy ban Nhân dân xã Trừ Vân Thố. Và kế bên đây là trường học. Đây chính là trường tiểu học của xã Trừ Vân Thố. Và với cái tiện ích như vậy thì anh chị hãy nhấc máy lên gọi vào số điện thoại 0356555579 để có một vị trí một cái lô đất rất là đẹp và rất là tuyệt vời, với tiện ích đầy đủ như cây xăng, trường học, chợ và Ủy ban Nhân dân xã, công an xã. Thì ngay cái chỗ đèn đỏ này chính là chợ của Trừ Vân Thố, ngay lô góc này. Và con đường này một hướng chạy qua cây trường và hướng chạy về thành phố Hồ Chí Minh, với sổ hồng đỏ có tên sẵn và 100m thổ cư sẵn, với diện tích ngang 5m60, dài 40 và một bên là 41. Ngay vị trí này là chính là công an xã, và vị trí này chính là vị trí của lô đất. Đây chính là vị
trí của Ủy ban Nhân dân xã Trừ Văn Thố. Và đây chính là chợ của xã Trừ Văn Thố. Hai cái điểm này chính là trường tiểu học cộng 1 và cộng 2 của trường tiểu học xã Trừ Văn Thố. Và ở dưới đây là ngã ba Bằng Lăng và ngã ba Trừ Văn Thố. Và cách từ vị trí lô đất chạy xuống ngã ba Trừ Văn Thố và chợ khoảng 500m. Và đây chính là chợ của xã Trừ Văn Thố. Đây là lúc buổi trưa, đang đứng bóng em quay thì chợ vẫn không có nhộn nhịp giống như ngày thường, ví dụ như buổi chiều hay là buổi sáng. Và em đang đi ở trong hướng DT750 ra chỗ quốc lộ 13. Và đây chính là cái góc ngay chợ của xã Trừ Văn Thố. Và đối diện đây chính là hãng xe máy Yamaha xã Hòa và hãng Honda. Kế bên đây là Bách Hóa Xanh. Và chạy xuống đây thì gồm có điện máy xanh và ngã ba Bằng Lăng, một hướng là đi về Sài Gòn và một hướng ngã vào ngã ba Bằng Lăng là đi qua Phú Giáo. Đó cũng là tuyến đường DT750 nối qua chỗ quốc lộ 14. Đây là chính là điện máy xanh và Thế Giới Di Động. Thì với một cái vị trí lô đất đẹp như vậy, anh chị hãy nhấc máy lên và gọi số máy ở trên màn hình và Zalo vào số Zalo 0356555579 để chốt một vị trí lô đất rất là đẹp, rất là ok để mà đầu tư. Thì anh chị nào có nhu cầu đầu tư hay xây nhà ở thì có thể điện vào số điện thoại trên để em tư vấn thật là tận tình. Em xin chào quý anh chị.